Chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay cảnh tưới cây đằng trước nhà, đằng trước tiệm của mình đó, để cho mọi người coi mình trồng những cái cây bông nào nha. Ok, mọi người theo chân Hòa nha. Mọi người, đó, bông này rất là đẹp này, mình để ngay bàn làm việc của mình nè. Đó, tươi không? Rất là tươi, bông hồng. Bông hồng, mình có bông hồng nè, bông cúc nè. Mà cái này bông cúc này đẹp quá. Bông cúc này giống như là tựa giống như là bông hoa hướng dương vậy đó. Cái nhị bên trong cúc đó, y chang. Mình thích hoa hướng dương lắm, bởi mình cũng có mua hoa hướng dương đẹp. Hoa hướng dương đẹp lắm. Bởi mọi người biết sao không? Tại vì á, làm như là mỗi một mùa hè nào mình cũng thích cái bông màu vàng này hết á. Bông màu cúc này nè, trồng cho Tết nè. Mỗi lần mình thấy bông cúc cái mình cảm giác giống như là Tết đến xuân. Rồi không khí tràn ngập trở lại. Mặc dù là bây giờ không phải là Tết nha, nhưng mà mình thấy là rất là nhiều mọi người thích bông cúc này. Cái cây này nè, mình mới cắt ra cái gốc ở đây rồi, cái mình bỏ xuống đây nè đó, mà nó sống thấy không, nó lên lại nè, lên lại tươi là tươi luôn, tươi lắm thấy không. Cây nó cao lắm mọi người, rất là cao, cao ghê không. Tại vì nói chung là mình trồng mấy cái cây này là lâu năm rồi cho nên nó được cao vậy, chứ ở ngoài người ta bán là cây thấp chẩm chắc cỡ này thôi, lùn hơn cái này xíu, lùn hơn này xíu. Ok, video của Hòa đến đây là đã hết rồi. Xin cảm ơn mọi người, chào tạm biệt. Mọi người thấy video hay và bổ ích, nhớ nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ và like, nhớ bình luận ở dưới để mọi người cùng chia sẻ và học hỏi được những cái mới nha. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt. Đây là một tiểu cảnh nhỏ của mình ở trước tiệm mình cho đẹp. Mình thích hoa 10 giờ này đó, hoa 10 giờ này của Mỹ mọi người, đẹp ha, chứ không phải là 10 giờ ở bên ở Việt Nam của mình nha. 10 giờ là 10 giờ của bông 10 giờ này là của Mỹ, nên nở bông ra rất là đẹp. Nhưng mà ở Việt Nam mình có bán rồi đó. Mình thấy mình có mua về, mình cũng trồng ở nhà ở Việt Nam mình có bán rồi. Bông cúc đẹp quá mọi người ha. Sao mình thích cái màu vàng quá mọi người. Vàng vàng như vàng 24 vậy đó. Đó ha. Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người hoa. Nghe đẹp ha. Bông này mình không biết là bông tên gì, nhưng mà cái bông này mình biết á là cái người nước ngoài Mỹ á, người ta thích trồng những cái chậu này ở trước nhà hoặc là sau vườn lắm. Đẹp ha. Tươi rối quá luôn, đẹp ghê. Màu vàng thấy mấy này ra nó bị khô héo rồi, bứt ra. Đây là cái dàn bông của mình đó, rất là đẹp nha. Bây giờ mình ra mình tưới cây, tưới bông. Mùa thu đến rồi, mình không tưới là nó bị héo hết thì sao đó. Mình sẽ có một cái clip quay mùa thu lá rơi đổi màu bên đây cho mọi người coi nha, rất là đẹp, rất là đẹp.
Đó, cây này là cây bông 10 giờ, hoa 10 giờ. Còn cây này là cây bông cúc. Tươi mọi người ha. Hoa 10 giờ. Này là cây bông cúc, cây bông điện thọ hồi năm ngoái đó mình trồng á, mà nó năm nay cái tới mùa hè cái nó sống vậy, mùa đông cái nó chết, nó lạnh quá nó chết, mà mùa hè giờ nó tươi lại, nhưng mà nó vẫn chưa có ra được bông nha mọi người. Cái này là vẫn chưa ra được bông, còn cái này là bông này mình mới ghim xuống. Bông cúc này là vậy, như là bông cúc mà loại khác, nhưng mà nó màu vàng vàng tím tím á, màu hơi. Mình mới mua bó bông á các bạn, mình trưng cái tiệm cho nó đẹp, mình thích bông này ghê nè, đó đẹp hơn. Cái thân của nó rất là mảnh nha, rất là đẹp mảnh. Mà mình mua cái bó bông này á là tươi ha, đẹp không? Đó, màu trắng nè, mình thích bông màu trắng nè, màu đỏ tươi nè. Ồ, bông này nó giống y như bông hồng vậy, mà dạng như bông hồng, mà giống như bông hồng mà bông hồng leo, mà bông hồng nhỏ đó mọi người, đẹp ghê không? Đó, rồi cho luôn cái bịch này. Cái bịch này là khi mà mình bỏ vào nước á, sẽ giữ được cái, mình không có cần phải thay nước mỗi ngày đó, giữ được lâu và không có bị úng bông. Mà cái này á, thì mình sẽ xé ra mình bỏ vô trong nước này nè, trong cái chậu này đó, cái chậu miễn này nè đó, thì mình sẽ giữ được lâu nha mọi người. Mình pha nước ra mình giữ được lâu lắm. Xé ra mình bỏ vào, mình mua mình trưng ở tiệm mình cho nó đẹp. Khách á, mọi người biết không, khách phụ nữ á, người ta rất là thích bông, cho nên mình thường xuyên mua bông để mà trưng mỗi ngày cho nó đẹp. Nhưng mà bông thì nó chỉ có last long, là cái độ tươi của nó là chừng 7 ngày là cao rồi mọi người, không có lâu đâu. Đẹp ha, mong mà thấy đẹp đó. Mình thích từng cành của nó đẹp ghê không, dễ thương. Cái thân cành của nó đẹp không? Cái thân cành của nó đẹp, rất là đẹp. Đẹp ha. Chen vô bông đỏ. Chen vô bông đỏ. Bông đỏ nhìn thấy tươi thắm ghê. Trắng, hồng, đỏ. Đó, mình mua cái bó này là coi như ba màu luôn mọi người. Cái bó này là ba màu. Thì cái bó này bán cũng khoảng tầm 7 đồng mấy mọi người. 7 đồng mấy thì cũng khoảng trăm mấy tiền Việt Nam. Tươi ghê. Xong. Nhị này đẹp quá ha. Cánh hồng.
xong. Nhìn y như bông thiệt á mọi người. Ô, mình nói lộn, nhìn y như bông giả. Nó là bông thiệt rồi mà. Đẹp ha. Cây bông này là cây phát tài nha mọi người. Đó, cây bonsai. Nhưng mà mình gọi là cây phát tài tự gì. Mấy cây này rất là lucky lucky nha mọi người. Đó, mình có chăm nước mà phải là mình cho cái cây bonsai này muốn sống lâu á thì mình chỉ có chăm nước thôi chứ không có làm gì hết trơn. Nó cứ sống vậy hoài. Tươi xanh vậy hoài. Mà cái cây bonsai này mình phải mình cho nó uống nước á, là cái nước mà nước suối của mình nha, mình cho uống nước chai luôn, chơi sang mình cho uống nước chai luôn chứ không có cho uống cái nước thường của mình nữa, tại vì nước nấu ăn của mình nữa, mình cho nó uống nước suối luôn cho nó tươi.